Theo cầu của các bạn thì mình sẽ vẽ A Di Đà tiếp dẫn nha. Mình sẽ chia khung hình ra ba người, ở trong bức tranh có ba người, một là ngài A Di Đà chính giữa, A Đại Thế Chí và Quan Âm Bồ Tát hai bên nha. Ba người sẽ có ba cái hoa sen. Đây là hoa sen. Này là mình bản phát nha mọi người. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Mọi người đợi qua phần 2 nha.